Hello mọi người, nhìn khung cảnh đây thấy giống Noel quá không mọi người? Thì đúng rồi, thì vài bữa nữa là đã sắp tới Noel rồi mọi người. Hôm nay ngày chủ nhật mình đi đến chỗ hồ cá coi này quay cái cảnh ở đây cho mọi người xem nha. Ở đây là cà phê cá coi, mọi người thấy chưa? Cà phê cá coi Showmax. Quán cà phê này nằm ở ngay đường Hà Huy Giáp đó mọi người, ngay vị trí đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 ha. Thì đây cái hồ cá coi để uống cà phê đó mọi người thấy chưa. Mình sẽ quay sơ cảnh ở đây cho mọi người xem nha. Đó, có cái bàn ở chính giữa. Thì đến đây uống cà phê á, người ta có bán thêm mấy cái bịch cho cá ăn nữa đó mọi người. Đó, thì 10.000 bịch mình mua mình đãi cho cá nó lại, nó ăn nó bu lại rất là đông luôn đó. Cá ở đây nó lớn lắm mọi người, con nào cũng thấy bự bự chứ không có còn nhỏ nữa. Thì một số quán cà phê thấy cá nó bự bự bằng ngón chân út thôi, còn con cá này nó bự hơn cả bằng chân luôn đó mọi người. Khi mình rải thức ăn nó bu lại, nó ăn rất là nhiều luôn á. Mọi người ngồi xem thấy quá trời à. Khi bạn nào mà rải thức ăn thì mấy bạn khác là khỏi coi cá luôn đó mọi người. Tại vì nó tập trung lại, nó ăn một chỗ như thế này nè, đó thì chỗ những cái chỗ khác đó, mình sẽ không thấy được cái con cá này đâu hết. Lúc sáng mình mới vô đó, mình kêu ủa sao các bạn cá coi mà sao không thấy cá gì hết trơn á, thì ra là có một số bạn khác nó đang rải thức ăn á, thì cá nó lại nó ăn hết rồi, nó tập trung lại nó ăn hết, nó không, mình không có thấy ở chỗ các bạn mình mới vô. Thì một lát sau đó, mình mới mua thức ăn và rải thì cá nó mới lại nó ăn như thế này nè mọi người. Quá trời cá, con nào cũng thấy bự bự như cá diêu hồng vậy đó. Mọi người thấy nha, có cá giống cá chép vàng nữa kìa mọi người, nó giống cá chép nè, có con thì bạc bạc giống cá diêu hồng mà. Quá trời cá lớn luôn đó mọi người thấy nha. Xung quanh cái những cái bàn uống cà phê này á, thì là nước nước cá rất là nhiều đó, nên sáng sớm vào đây á, thì những cái bàn những cái ghế này nó bị ẩm ẩm nước á mọi người đó, nhưng mà khi mọi người ngồi một lát á, quạt rồi nó quạt thì nó sẽ khô và nó sạch sẽ khô ráo ha. Đó, thì ở đây là toàn là cá thôi, mình quay một lát đây cho một khúc ở đây tới đây thôi cho mọi người xem rồi. Mình sẽ đi vòng vòng ra phía sau nha mọi người. Đó, ở phía trước là cái hồ cà phê cá này mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra phía sau mình quay như thế nào cho mọi người xem nha. Rồi, hello mọi người. Hôm nay ngày chủ nhật này mình đến quán cà phê cá coi ở đường Thành Lộc, đường đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12. Mình uống cà phê này mọi người. Đó, thì sẵn tiện đây mình quay một cái khung cảnh rất là đẹp ở đây cho mọi người xem nè. Cảnh cá coi ở đây nè mọi người. Đó, mọi người thấy đẹp không? Cảnh ở đây rất đẹp luôn á. Cảnh ở đây là phía trước đó là ở phía trước là có cà phê, dưới bàn là kho cá cho cá ăn nha mọi người. Phía sau này là cà phê, không có cá ở phía sau này. Này là quán cà phê rất là đẹp, phong cảnh rất là hữu tình luôn nè mọi người. Đó, có hai cái hồ nước lớn hai bên, hai hồ nước lớn hai bên để nó phun nước ra, cảnh ở đây rất là mát luôn đó mọi người. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đó, khung cảnh đó, phía sau này nó thật là lãng mạn và hữu tình hơn ở phía trước đó mọi người. Ở phía trước chỉ nhìn thấy cá và cá thôi đó, chả có cái gì đẹp hết, nhưng khi đi thẳng ra phía sau đó, thì khung cảnh phía sau này nó khá là đẹp ha. Cái hồ cá ở phía trước đó, nó nhỏ hơn so với những quán trước ha, những cái quán khác nó sẽ nhỏ hơn những quán khác, nhưng mà bù lại á, thì khung cảnh ở phía sau này nó thật là lãng mạn và hữu tình này mọi người. Có thể ra là ngoài đây nghe nhạc uống cà phê thật là thích. Thì ai không thích ngồi xem cá thì mình cứ ra đây ha. Đó, khung cảnh ở đây được trang trí Noel rất là đẹp luôn mọi người, sắp tới Noel rồi ha. Thì ở đây có những cái chỗ chụp hình rất là hấp dẫn luôn đó mọi người. Có cái cây cầu bắc qua cái hồ này, hai bên hồ là hai cái vòi nước nó phun rất là mạnh, âm thanh rất là ồn luôn đó mọi người. Đó, mọi người có
có nghe không? Mình đã giảm âm thanh hết cỡ rồi đó, mình giảm âm thanh ở phía ngoài rất là nhỏ rồi, chứ khi tới đây mình nghe cái vòi nước nó phun nó ồn lắm. Và cái hơi nước á nó bay lên cũng rất là mát luôn đó mọi người. Đó, cái vòi phía bên tay trái nó mọi người, nãy là vòi phía tay phải, giờ vòi tay phía trái đó. Có một cái cây dù ha, rất là bự luôn. Cây dù này mà gặp bão thì thôi luôn, nó bay không còn cái gì hết đó mọi người. Trang trí Noel sắp đến nè mọi người. Những cái bàn ở đây ngồi bên hồ nước nè, có những cái bộ bàn ngồi bên hồ nước cho những đôi tình nhân mình vào đây mình uống cà phê, nghe nhạc hoặc là chụp ảnh đều cũng rất đẹp. Thì ngoài ra còn có khu vui chơi giải trí cho các em nữa nha mọi người. Có cái nhà banh nè, có nhà banh và những cái cầu tuột, cầu lượn đó. Mọi người có thể dẫn em bé đến đây mình chơi ha. Trang trí của em cái trong quán này rất là đẹp luôn đó mọi người. Có những cái chỗ chụp hình tự sướng rất là thích. Những bạn nào trẻ trẻ tới đây mình đi với người yêu tới đây đó thì chụp hình rất là đẹp, rất là lãng mạn luôn đó mọi người. Phía trước là cái hồ cá coi nè mọi người. Thì đến hồ cá này mình bỏ dép ra phía ngoài ha, bỏ dép phía dưới và leo lên bậc thang đó đi lên ha. Những trẻ em nào ấy thì cẩn thận. Rồi, ở quán này cũng có bán thức ăn nữa nè mọi người. Nếu bạn không uống cà phê thì có thể mình gọi thức ăn mình kê lên đây mình ăn, mình coi cá coi ha. Rồi clip mình qua đến đây đã hết rồi. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Nếu mọi người thấy clip hay, hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến clip này của mình ha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.